chào bạn, hôm nay đại lý Toto Tuấn Đức chúng tôi xin giới thiệu các bạn mẫu Labo đặt trên bàn, chậu đặt bàn hình tròn, có mã hiệu là LT367CR. Đây là hình tròn, kích thước đường kính là 500, cái này có đường kính là 500mm, chiều cao của Labo tương đối cao 155mm ha. Labo này thì nó có bao gồm cả đinh vít Labo. Ta xem qua thì nó hình tròn, có hơi bo dưới chân của Labo. Đây, trên mã hiệu của Labo thì nó có mã hiệu là L367CR, nó bao gồm cả đinh vít lắp đặt nữa thì là LT367CR. Và Labo này được trang bị men chống bấm bẩn Sifentec ha. Labo này khá là đẹp mắt và thiết kế rất là lạ và đẹp. Đây vị trí là lắp vòi, vị trí thoát tràn, vị trí chặn nước ha. Chặn nước Labo. Quý khách cần mua sản phẩm này có thể liên hệ chúng tôi xem số điện thoại dưới cùng video clip hoặc là vào phần mô tả để link về trang tdm.vn để nhận giá khuyến mại cũng như đặt hàng trên website của chúng tôi. Cảm ơn.